Chào mừng em học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách giáo khoa của môn Toán lớp 5. Mời các em mở sách giáo khoa của môn Toán lớp 5, trang 48, 49, bài luyện tập trung. Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1, chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân rồi đọc các số thập phân đó. A nhỏ. Các em có phân số thập phân 127 phần 10. Ở đây các em nhớ là những phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, 10000, 100000, vân vân. Thì những phân số có mẫu số như vậy người ta gọi là những phân số thập phân. Ở đây 127 phần 10 có mẫu số là 10, như vậy phân số này là phân số thập phân. Bây giờ các em viết, các em chuyển phân số thập phân này thành số thập phân. Thì cách chuyển như sau. 127 phần 10. Đầu tiên, các em chuyển về dạng hỗn số trước. Bằng cách các em lấy 127 chia cho 10 thì bằng 12 và dư 7. Như vậy, 127 phần 10 chuyển về dạng hỗn số như sau. Phần nguyên của hỗn số là 12. Dư 7 ở đây, như vậy các em có phần phân số là 7 phần 10. 127 phần 10 bằng 12 và 7 phần 10. Bây giờ các em chuyển hỗn số này thành số thập phân. Phần nguyên của số thập phân chính là phần nguyên của hỗn số, tức là bằng 12. 7 phần 10 có nghĩa là chữ số 7 thuộc hàng phần 10 ở phần thập phân. Như vậy các em có 12,7. 127 phần 10 bằng 12,7. Các em đọc là 12,7. B nhỏ, 65 phần 100. 65 phần 100 chuyển thành số thập phân như sau. Ở đây 65 là tử số bé hơn mẫu số là 100. Như vậy phần nguyên của số thập phân bằng 0. Tử số bé hơn mẫu số, các em có phần nguyên của số thập phân bằng 0. 65 phần 100 có nghĩa là chữ số 5, các em tính từ bên phải sang bên trái, chữ số 5 thuộc hàng phần trăm. 65 phần 100 thì chữ số 5 thuộc hàng phần trăm ở phần thập phân. Như vậy chữ số 6 thuộc hàng phần 10. Do đó các em có 0,65. 65 phần 100 bằng 0,65. Các em đọc là 0,65. C nhỏ, 2005 phần 1000. Bây giờ các em chuyển thành số thập phân như sau. Tử số lớn hơn mẫu số, như vậy các em sẽ lấy tử số là 2005 chia cho 1000 bằng 2 và dư 5. Do đó các em chuyển phân số thập phân thành hỗn số trước. 2005 phần 1000 các em chuyển thành hỗn số có phần nguyên là 2. Ở đây dư 5 thì các em có phần phân số là 5 phần 1000. 2 và 5 phần 1000. Bây giờ các em chuyển thành số thập phân như sau. Phần nguyên của số thập phân chính là phần nguyên của hỗn số, tức là 2. 5 phần 1000 thì các em hiểu là chữ số 5 thuộc hàng phần nghìn ở phần thập phân. Các em muốn làm thế nào thì làm. Các em đưa chữ số 5 này nó thuộc hàng phần nghìn của phần thập phân. Như vậy chữ số thuộc hàng phần trăm là 0 và chữ số thuộc hàng phần 10 là 0. Các em có 2 và 5 phần 1000 bằng 2,005. 2,005. Các em nhớ là 5 phần 1000 thì bắt buộc chữ số 5 nó phải thuộc hàng phần nghìn ở phần thập phân. Như vậy hàng phần trăm và hàng phần 10 sẽ là 0. 2,005 các em đọc là 2,005. D nhỏ, 8 phần 1000.
Ở đây lại có một ví dụ nữa, 8 phần 1.000. Thì ở đây các em có tử số bé hơn mẫu số. Như vậy, phần nguyên của số thập phân chắc chắn là bằng 0. Tử số bé hơn mẫu số, như vậy phần nguyên của số thập phân chắc chắn là bằng 0. 8 phần 1.000 thì chữ số 8 nó sẽ thuộc hàng phần nghìn ở phần thập phân. Như vậy, chữ số thuộc hàng phần trăm sẽ là 0 và chữ số thuộc hàng phần 10 sẽ là 0. 8 phần 1.000 bằng 0,008. Em đọc là 0,008. Tiếp theo, mời em sang bài tập số 2. Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02 km? A nhỏ 11,20 km, B nhỏ 11,020 km, C nhỏ 11 km 20m và D nhỏ 11.020m. Thì cách làm như sau. Ở đây là 11,02 km, như vậy 11,20 km chắc chắn là không đúng. Chắc chắn là không phải, các em gạch luôn, các em loại luôn. 11,020 km cùng đơn vị là km, 11,02 và 11,020. Thì các em đã học là nếu bớt đi một chữ số 0 ở tận cùng bên phải của phần thập phân thì các em sẽ được một số thập phân mới bằng chính nó. 11,020 mà bớt đi một chữ số 0 ở tận cùng bên phải của phần thập phân thì các em sẽ được là 11,02 bằng 11,020. Như vậy em chọn đáp án B. Đáp án C thì sao? 11 km 20m. Bây giờ các em đổi ra km. Đầu tiên các em chuyển số đo này về dạng hỗn số có đơn vị đo là km. 11 km cho nên phần nguyên của hỗn số bằng 11. 20m bằng 20 phần 1.000 km. Bây giờ các em viết số đo này dưới dạng số thập phân. Phần nguyên của số thập phân bằng 11. 20 phần 1.000. Các em tính từ bên phải sang bên trái. Chữ số 0 chắc chắn thuộc hàng phần nghìn. Như vậy chữ số 2 thuộc hàng phần trăm. Và chữ số nào thuộc hàng phần 10? Ở đây đến chữ số 2 là hết. Như vậy các em có chữ số 0 thuộc hàng phần 10. Chữ số 0 thứ nhất thuộc hàng phần nghìn. Tiếp theo là chữ số 2 thuộc hàng phần trăm. Do đó chữ số 0 sẽ thuộc hàng phần 10 ở phần thập phân. Và các em có 11,020 km. 11,020 thì bằng 11,02. Như vậy các em chọn đáp án C. Tiếp theo là 11.020m. Các em đổi ra km để các em dễ so sánh. 11.020m bằng 11.020 phần 1.000 km. 11.020 phần 1.000, tử số lớn hơn mẫu số. Như vậy các em lấy 11.020 chia cho 1.000 thì sẽ bằng 11 và dư 20. Bằng 11 và dư 20. Như vậy các em chuyển số đo này về dạng hỗn số có phần nguyên là 11 và phần phân số là 20 phần 1.000. Các em nhớ là 11.020 chia cho 1.000 thì bằng 11 và dư 20. Như vậy các em có hỗn số là 11 và 20 phần 1.000 km. 11 và 20 phần 1.000, như ở trên thì các em sẽ chuyển về số thập phân, các em được là 11,020. Mà 11,020 thì bằng 11,02. Như vậy các em chọn luôn đáp án D. Do đó những số đo bằng 11,02 km đó là đáp án B, C và D. Các em trả lời là những số đo bằng 11,02 km là đáp án B là 11,020 km, đáp án C là 11 km 20m và đáp án D là 11.020m. Tiếp theo mời các em sang bài tập số 3, viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. A nhỏ 4m 85cm bằng bao nhiêu mét? Thì cách làm như sau. 4m 85cm. Đầu tiên các em viết 4m 85cm dưới dạng hỗn số có đơn vị đo là mét. 4m cho nên phần nguyên của hỗn số là 4.
85cm thì bằng 85 phần 100m. Đến đây, các em viết hỗn số này dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét như sau. Phần nguyên của hỗn số chính là phần nguyên của số thập phân, tức là 4. 85 phần 100. Các em tính từ bên phải sang bên trái, chữ số 5 thuộc hàng phần trăm, chữ số 8 thuộc hàng phần 10. Như vậy các em có 4,85. Đơn vị đo đây là mét. Các em điền vào chỗ chấm là 4,85. B nhỏ 72 hecta bằng bao nhiêu km vuông? Các em biết hecta chính là hectomet vuông trong bảng đơn vị đo diện tích. Km vuông sau đó đến hectomet vuông. Như vậy, các em có 72 hecta thì sẽ bằng 72 phần 100 km vuông. Bởi vì hectomet vuông và km vuông là hai đơn vị tiếp liền nhau, trong đó hectomet vuông tức là hecta là đơn vị bé, cho nên nó sẽ bằng 1 phần 100 km vuông. Như vậy, 72 hecta thì bằng 72 phần 100 km vuông. 72 phần 100 thì bằng 0,72. Đơn vị đo là km vuông. Các em điền vào chỗ chấm là 0,72. Bây giờ mời các em sang bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180.000 đồng. Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền? Các em tóm tắt bài toán. 12 hộp thì hết 180.000 đồng. Như vậy 36 hộp thì hết là bao nhiêu đồng? Ở đây các em giải bài toán này theo hai cách. Đó là cách rút về đơn vị và cách thứ hai là tìm tỷ số. Rút về đơn vị thì các em rút về đơn vị là một hộp là bao nhiêu tiền. Sau đó muốn tính 36 hộp là bao nhiêu tiền thì các em chỉ gấp giá tiền của một hộp lên 36 lần. Đây là cách rút về đơn vị. Thì cách này nó phức tạp hơn cách tìm tỷ số. Cách tìm tỷ số là các em tìm tỷ số 36 hộp gấp 12 hộp là bao nhiêu lần. Sau đó các em gấp 180.000 đồng lên số lần đó thì các em sẽ tìm được là 36 hộp là hết bao nhiêu đồng. Và cụ thể ở đây các em sẽ giải bài toán là như sau. Đầu tiên các em so sánh 36 gấp 12 là bao nhiêu lần. 36 hộp gấp 12 hộp số lần là lấy 36 chia cho 12 bằng 3 lần. Gấp 3 lần thì số tiền của nó cũng phải gấp 3 lần. Số tiền mua 36 hộp đồ dùng học toán là 180.000 nhân 3. 180.000 nhân 3 thì các em có thể nhẩm được. Ở đây, đây là phép tính nhân với số có chữ số tận cùng bằng 0. Ở đây không những có một chữ số 0 mà có tất cả là 4 chữ số 0. Như vậy các em sẽ lấy 18 nhân 3 bằng 54. Sau đó chỉ việc thêm vào bên phải của số 54 là 4 chữ số 0 thì các em sẽ có kết quả là 540.000 đồng. Như vậy các em có đáp số là 540.000 đồng. Thì như vậy bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh. Nhớ nhấn vào biểu tượng hình ký chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh Học Toán Online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.